Ngày xưa có một vị vua có một cô công chúa rất là dễ thương, đẹp, xinh gái, cao ráo. Và bất kỳ người con trai nào nhìn vào cũng mê đắm. Thì cũng đã đến tuổi lấy chồng nên là đức vua mới nghĩ làm thế nào để có một chàng trai vừa thông minh, vừa khỏe mạnh, vừa đẹp trai, cao ráo mà mọi thứ nó tốt nhất cho người con gái của mình. Thì lúc đó đức vua mới nghĩ ra một cái kế, đó là đào ra một cái hồ rất là sâu, rất là rộng và mời hết tất cả những cái chàng trai trên đất nước này về đây để mà ứng tuyển trở thành phò mã. Và đến cái ngày đó thì tất cả các chàng trai đứng ở bên này rồi và mọi người mới sẵn sàng để khi mà đức vua bấm còi một cái thì tất cả chàng trai sẽ nhảy xuống và bơi qua. Nhưng lúc này ấy, đức vua mới để ở dưới cái hồ đó là rất nhiều cá sấu mà đã rất nhiều ngày không được ăn, đang rất là đói và sẵn sàng bất kỳ người nào nhảy xuống là con cá sấu sẽ ăn. Nên lúc đó dù rất là nhiều chàng trai muốn thấy đây là một cơ hội rất là thơm, rất là ngon, rất là thích và rất nhiều chàng trai muốn làm cái điều đó, nhưng vì nỗi sợ quá lớn họ không dám nhảy xuống. Và khi mọi người đang đứng để kháo nhau như vậy đó thì đùng một phát là có một chàng trai nhảy xuống đùng một cái và bơi 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 tốc độ rất là nhanh và qua đến bờ hồ bên kia và đứng trước chân của đức vua. Và lúc này chàng trai này rất thở hổn hển bởi vì đã bơi một cách tốc lực hết sức có thể để mà qua được đến nơi. Thì lúc này đức vua mới nói với chàng trai như thế này: chúc mừng con đã trở thành phò mã của ta và xin mời con hãy đứng dậy bởi vì ngươi đã trở thành phò mã của ta rồi. Thì lúc này chàng trai thở hổn hển hết sức lực của mình rồi và lúc đó chàng trai nói với đức vua là: dạ thưa đức vua, trước khi mà đức vua phong cho con trở thành phò mã thì đức vua có thể giúp con một điều được không? Thì đức vua mới nói với chàng trai này: bây giờ con là phò mã của ta thì không phải là một điều đâu mà 10 điều ta cũng giúp con nữa. Thì lúc này phò mã là cái chàng trai mới nói với đức vua thế này: dạ thưa đức vua trước khi mà phong con trở thành phò mã thì đức vua có thể giúp con một điều, đó là đức vua hãy sang bên kia tìm dùng con là cái thằng nào nó vừa đạp con xuống. Thì qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy rằng gì? Rất nhiều người chúng ta đứng trước những cơ hội và chúng ta có những cái nỗi sợ, chúng ta có những cái lo lắng, nhưng đôi lúc chúng ta cũng cần phải có một ai đó đạp mình xuống hồ thì lúc đó mình mới đủ dũng khí. Chúng ta không còn kịp suy nghĩ là cá sấu như thế nào, chúng ta không suy nghĩ về những khó khăn mà chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là làm thật nhanh, làm thật tốt nhất và bơi qua hết sức lực của mình và đến qua bên bờ bên kia. Và mình quay trở lại cái câu chuyện của bản thân mình ngày xưa, vì gia đình quá khó khăn, mình vào thành phố Hồ Chí Minh không có tiền ăn, không có tiền học, không có bất kỳ một cái gì, không có mối quan hệ, không có thể nhờ vào được ai, mình chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi, đó là nỗ lực hết sức, làm hết sức mình và làm và cuối cùng cũng có được những cái thành quả, có được cái thành công trong cuộc sống. Nên đôi lúc chúng ta cũng cần phải có một ai đó đạt mình, và nếu ai đó đã từng đạt bạn, hãy quay trở lại cảm ơn và biết ơn họ, giống như chàng phò mã kia cũng tìm cái người đã đạt mình để gửi lời cảm ơn tới họ, bởi vì nhờ có họ thì họ mới trở thành phò mã. Và bạn nghĩ như thế nào về câu chuyện này? Hãy comment dưới đoạn video clip này. Xin chào.